kỳ nguy biến, đời dân chúng vô cùng lầm than, thành phiên nan nhiều quân nổi loạn, Lê Văn Khôi chiếm thành chống phá, khiến triều đình đành phải phái đại thần để dẹp ác cho dân. Trương Minh Giảng song toàn văn võ, người anh dũng lên đường điều binh, thành Việt Nam ngày đêm phá giặc, Lê Văn Khôi cố tình quyết chiến, máu tràn đầy nhìn vạn sát gặp thành làm tội kiếp nhân dân. Tài chi vẹn toàn được vạn kiếp lưu danh, chứng minh rằng anh hùng uy vũ, đời con cháu tôn thờ nghìn sau, lòng trung kiên vì dân sống tròn, không gian tham sống hèn man nước, quyết một lòng vì đất nước quên mình, một lòng với quốc.